Khi ấy có những người khai sinh đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép rưỡi vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa được cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen ơn Chúa. Thưa anh chị em, làm bất cứ một việc gì, người ta cũng nhắm đến mục đích. Làm ngôi nhà với mục đích để ở, che nắng che mưa cho một gia đình, đảm bảo sức khỏe, đảm bảo cuộc sống. Đi học nghề với mục đích là có công ăn việc làm, có thu nhập để mưu sinh. Vậy hôn nhân công giáo cũng nhắm tới mục đích. Mục đích thứ nhất là chọn đời yêu thương nhau. Mục đích thứ hai là sinh con, dạy con. Trước hết là chọn đời yêu thương. Bước vào đời sống hôn nhân công giáo là yêu thương một đời, yêu thương hết đời. Cái lời giao kết đã nói lên tất cả. Anh chọn em làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Suốt đời, chứ không phải là yêu thương em 10 năm, 20 năm, 30 năm hay lâu hơn nữa, mà suốt đời. Hai vợ chồng yêu thương nhau khi còn khỏe mạnh, khi còn sung sức, khi còn xuân sắc, khi gặp thuận lợi, khi gặp thành công, khi có thu nhập tốt, cuộc sống dư dật, có bát ăn bát để, nó rất dễ. Nhưng mà khi hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc, thiếu công ăn việc làm, thiếu tiền để chi tiêu, con cái bị bệnh tật, hoặc chồng hoặc vợ bị bệnh tật, để chung thủy với nhau không dễ. Có một anh kia, anh ấy đến nhà thờ để cầu nguyện với Thiên Chúa rất tha thiết rằng: lạy Chúa, xin cho con lấy được người con yêu thương. Quá hay, xin cho con lấy được người con yêu. Kẻo mà mối tình đầu nó đổ vỡ, nó giang dở thì phí lắm. Nếu con không lấy được người con yêu thì đau khổ cả đời. Cho nên thì cầu xin Chúa cho mình lấy được người mình yêu. Và thực sự anh ấy đã lấy được người mình yêu. Nhưng khi lấy được một thời gian thì anh ấy lại tới nhà thờ và cầu nguyện tha thiết hơn rất rất nhiều lần rằng: lạy Chúa, xin cho con yêu lấy người con đã chốt lấy. Anh em thấy lạ không? Cầu xin Chúa cho mình lấy được người mình yêu thì tuyệt vời nhất của đất nước. Ấy vậy mà khi lấy rồi, sống với nhau được một thời gian rồi, phải xin cho con yêu lấy người con đã chót lấy. Nghe thú vị như vậy, thi vị như vậy. Tại sao? Ở Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: khi anh yêu
lưu lại nam nô. Còn khi anh cưới vợ là anh tư tình, mà chỉ có giấc mơ nó mới đẹp thôi, chứ còn thực tế nó không có đẹp. Đẹp như mơ mà, nhưng mà đối diện với thực tế nó đâu có vậy, đâu có vậy. Khi mà hai người nam nữ kết hôn với nhau, sống đời vợ chồng, biết hết về nhau rồi, thế biết đi cả về tinh thần và thể xác, mọi sự nó trở nên bão hòa và người ta dễ chán nhau. Tôi cứ tưởng người yêu của tôi, vợ tôi là tuyệt mỹ, là giai nhân tuyệt sắc, mười phân vẹn người. Nhưng mà đâu nó có được, nó có được như vậy. Tôi cứ tưởng chồng tôi là tài cán, là giỏi giang, là khôn ngoan, là cao sang. Nhưng thực sự nó không có như vậy, nó không có như vậy. Khi yêu nhau thì người yêu của mình là hoàn vũ, nhưng mà lấy nhau rồi đâu có vậy, các con như vậy nữa. Nhưng là khi yêu là mơ, khi cưới vợ là thức tỉnh, xin chân chán. Và thường thường hôn nhân nó hay đổ vỡ khoảng sau 3 năm cưới nhau. Nếu đôi vợ chồng nào vượt qua được cái giai đoạn đó thì có cơ hội chung thủy chọn đời. Cho nên là một người anh chàng đó phải xin cho con yêu lấy người con đã chót lấy, yêu để lấy. Nhưng bây giờ yêu để lấy để, bây giờ là yêu để yêu để giữ, yêu để chung thủy, không có chán. Như vậy người thanh niên này rất đạo đức đấy chứ, rất đạo đức. Anh ta tìm tới Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, nguồn mạch hạnh phúc, nguồn mạch mọi sự, và hiến dâng từ Thiên Chúa. Vì nơi Thiên Chúa tất cả đều sung mãn, tất cả đều đầy đủ, tất cả đều vô cùng. Người nào mà tha thiết, người nào mà siêng năng, người nào mà nhiệt tình, kín múc tình yêu, kín múc hạnh phúc từ nơi Chúa, người ấy mới thôi. Thế Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II đã nói, một gia đình Công giáo chỉ có thể sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân nếu gia đình ấy, đôi vợ chồng ấy biết cầu nguyện hàng ngày với đấng là tình yêu. Nhưng để chọn đời yêu thương nhau thì chắc hẳn đôi vợ chồng không thể không cầu xin. Với đấng đã tác tạo nên đời sống hôn nhân, đấng đã liên kết hai người. Cái mục đích thứ hai là sinh con và dạy con. Thưa anh chị em, anh phải sinh con và nuôi con nó không khó. Tôi gặp gỡ các đôi vợ chồng trẻ, người ta cứ lý do là chúng con không dám sinh con, không dám sinh nhiều con, sợ rằng không đủ để nuôi chúng nó. Nguyên miệng, tức là nguyên miệng. Nhà thì cao 3 tầng rưỡi mà bỏ không có tiền nuôi con, vô lý đùng đùng. Nó vô lý luôn. Xây nhà 3 tầng mà không có tiền nuôi con, nó vô lý. Ấy nhưng mà cứ đôi vợ chồng ấy là ngại khổ, ngại khó, ngại vất vả. Để sinh con thì mình mát đạt đẻ nó. Nhất là lúc nó thơ dại đó, nó bệnh tật, phải đi bệnh viện này, bệnh viện khác, nó vất vả, nó ngại vất vả, chứ không có muốn sinh con. Nhưng mà mục đích của Công giáo là sinh con. Sinh con theo ý của Thiên Chúa, chứ không theo ý của mình. Ý của mình thì ý lười mà, 1 đến 2 đứa con thôi. Ý Thiên Chúa là bao nhiêu, sinh cho đầy mặt. Sinh theo ý của Chúa. Khi một đôi vợ chồng hạn chế việc sinh con, không muốn sinh con,
một cách tự nhiên là không theo ý Chúa, là chống lại ý Chúa, là giơ chân mà đạp núi nhỏ. Thì con cái hồn ơn Chúa ban yêu thương và sinh con nó luôn đi đôi với nhau chứ không thể cách rời nhau được. Đã yêu thương là sinh con và đã sinh con là yêu thương, nó như là hai mặt của một vấn đề. Thế nhưng mà nhiều khi đôi vợ chồng là chỉ yêu thương mà không sinh con, chỉ muốn yêu thương mà không muốn sinh con, không phải chống lại ý Chúa, chống quá đi. Mà chống lại ý Chúa thì tai họa đã xảy đến là chuyện không thể tránh được. Nên chúng tôi luôn mong các đôi vợ chồng tha thiết với việc yêu thương và sinh con. Ông bà dạy không có sai đâu. Có nhiều thì tốt, có một lại xấu. Xin ít con nhá, con sau này nó lười biếng, nó hư hỏng, nó nghịch ngợm, nó tệ nạn đó, là chuyện dễ xảy ra đó. Còn một gia đình mà sinh 5-7 người con đó, thì con cái biết thân, biết phận, biết yêu thương, biết chịu khó, biết chăm làm, chăm học để mà trưởng thành. Chỉ sinh 1-2 con đó, con nó đại vào nhà cao to, nó to nhất xó vào. Tất cả những gì mà tao chạm tao có nhà to lắm, bạn này sẽ tốt rồi mà cần tốt lắm tiền kiểu thế, rồi lười học rồi chơi rồi tệ nạn rồi nghiện hút rồi trộm cắp rồi vào tù ra rồi có một người cái nhà này cũng thiếu rồi. Thì mà 5-7 đứa con rồi chị ngã em nâng ở trên thuận dưới hòa, vâng cùng cha mẹ, biết yêu thương, biết giáo dục, biết cùng nhau bước đi trong hành trình trần thế, cùng nhau trưởng thành, biết học đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp, đời sống tốt lành hơn nhiều chứ. Nên những đôi vợ chồng cách riêng là đôi tân hôn hôm nay, hãy sống đời sống yêu thương trọn đời, cho dù vật lộn sao rồi thì nghĩa đôi ta cũng không bao giờ thay đổi. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi gian khó, trong mọi biến cố, vẫn chung tín, vẫn thủy chung với mình. Và con cái chính là hoa trái của đời sống hôn nhân. Chú ban cho những hoa trái của tình yêu hôn nhân, mình đừng có vứt đi, mình đừng có từ khước, mình đừng có coi thường, mình đừng có khinh duệch. Một mặt người bằng cười mặt của hồng ân Chúa ban đó, mà mình không chịu đón nhận đó, mình khước từ là thiếu sót, là tội lỗi đó. Tôi nhắc thêm một chút, có thực tế là có một chị kia tên là Quê Linh đi vào xin tu dòng kín các mẹ đến Pháp. Mẹ về trên nói luôn là ơn gọi của con không phải ở trong nhà dòng này mà về đời sống gia đình. Khi bà kết hôn thì bà khấn với Chúa thế này: lạy Chúa, con muốn sống đời tu, nhưng mà Chúa không muốn con về lập gia đình. Chúa ban cho con bao nhiêu đứa con sẽ cho nó đi tu hết. Đẳng cấp chưa? Bà này sinh được 8 người con, 3 trai, 5 gái. Và rất khao khát có một đứa con trai làm linh mục để sang truyền đạo tại miền Á Châu chúng ta, miền Á Đông Việt Nam ta này. Nhưng mà cái mong ước đó không thành, là vì ba cậu con trai đều chết khi còn nhỏ tuổi.
còn lại năm cô con gái cứ lần lượt từ chị thứ nhất đến chị cuối cùng. Chị cuối cùng chính là Teresa de Jesus. Bà mong có một người con làm nên cuộc tin truyền giáo, nhưng mà Chúa ban cho hơn lòng bà hãy mong ước. Teresa de Jesus là một vị thánh bổ mạng của các miền truyền giáo luôn. Chúa thường ban cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong đợi. Nếu chúng ta biết sống quảng đạo với Chúa, nếu mỗi chúng ta biết sống theo thánh ý của Thiên Chúa, tôi cũng mong rằng đối với tôi hôm nay, sổ hôn nhân gia đình hay sổ gia đình hay có 8 đứa con 8 thì cố gắng ghi được hết sổ. Và trong số 8 đứa con ấy thì có 3, 4, 5, 6, 7, 8 cứ đi du hết thì cả tốt. Cầu xin cho đôi tân ông này được như vậy.